chào quý vị và các bạn. Thời tiết mây ẩm, sương mù, mưa phùn và rét tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì. Vì dự báo trong đêm nay sang đến ngày mai 11 tháng 1, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ lại tăng cường trở lại. Vì thế trời rét hơn với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ 15 cho tới 18 độ. Khu vực vùng núi có nơi dưới ngưỡng 15 độ. Đó là nhiệt độ ban ngày, còn vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 12 cho tới 15 độ. Vùng núi có nơi xuống dưới 11 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo thì ngày mai Bắc Bộ sẽ khá rét, riêng khu vực vùng núi trời rét đậm. Sang hai ngày tiếp theo đó là ngày 12 và 13 tháng 1, Bắc Bộ giảm mưa nhưng trời vẫn nhiều mây cả ngày nên nhiệt độ có tăng nhưng cũng chỉ tăng nhẹ. Như tại Hà Nội, nhiệt độ hai ngày này duy trì ở mức từ 15 cho tới 20 độ, trời vẫn rét cả ngày lẫn đêm. Lui xuống miền Trung, không khí lạnh tăng cường gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo ở đây sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực từ Nam Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế có nơi có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ ngày mai ở miền Trung vì thế cũng giảm. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế trời vừa mưa vừa rét. Chỉ có khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận trời nắng mưa đan xen nên nhiệt độ tăng hơn. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho tới 33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Thậm chí một số nơi ở miền Đông Nam Bộ còn có mức nhiệt cao hơn, trời nắng và nóng rõ rệt. Trên biển, không khí lạnh tăng cường, vì thế từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Sau đó, với đà di chuyển xuống của không khí lạnh, các khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, cũng sẽ có gió mạnh trở lại. Bản tin thời tiết cuối ngày 10 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.